Chúng tôi đang thi hành công vụ bắt cô gái này vì giao dịch thuốc ở chợ đen. Đồng phạm của cô ấy cũng đã nhận tội rồi. Hãy bắt nó luôn đi. Chắc là do hiểu lầm thôi. Thuốc đó là do chúng tôi cho. Bé An không trộm cắp gì hết, cho nên không có lý do gì để bắt con bé đi phải không? Cho dù cô ấy không trộm cắp, nhưng cô ấy cũng là nghi phạm giao dịch thuốc ở chợ đen. À, cô là bác sĩ hiện trường đúng không? Thương nặng quá. Mà bác sĩ lại bận, phải làm sao bây giờ? À, bỏ tay ra. Bây giờ là lúc nào mà mày còn ra lệnh? Mày muốn chết hay con bạn gái mày chết? Ở đây người duy nhất được ra lệnh bây giờ là tao, hiểu không? Mày muốn cái gì? Hiểu đúng vào trọng tâm vấn đề rồi đấy. Đây là câu chuyện của hai thằng đàn ông. Tối nay tao sẽ có một vụ giao dịch vũ khí lớn nhất chưa từng có. Nhưng vấn đề ở chỗ, tao sẽ bị khử và tao cần một đường lui. Mày sẽ phải làm điều đó. Hai giờ sáng tại cảng. Đến sớm cũng không được, đến muộn càng không. Mày hiểu chứ? Nếu Phương có mình hệ gì, mày sẽ chết trong tay tao. Tao lấy tư cách của một quân nhân ra thề. Tốt. Rất tốt. Tôi đã có những tháng ngày rất tươi đẹp trên đảo Hải Phong này. Và đêm cuối cùng ở đảo, anh lại được ở cạnh một người đẹp như em thì rất là thú vị. Phương, em nghe nói nè, anh nhất định sẽ cứu được em. Em phải tin anh. Cố lên, đừng sợ. Tao cũng đang chờ mày đấy. Alo, đội N21 nghe rõ trả lời. Chắc là bọn nó rõ. Chắc bác sĩ cũng mệt rồi. Có yêu cầu gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết. Tôi không hiểu vì sao anh đưa tôi đến đây. Nếu mà anh cần tiền á, anh giết tôi luôn đi. Tôi đang nợ đó, không có tiền cho anh chuộc đâu. Lý do cô đến đây là vì cô là bạn gái của đại úy.
Tôi đã nói với cô rồi, ở bên một người đàn ông cầm súng nguy hiểm lắm. Trung úy Duy Kiên vừa thông minh vừa hài hước, lại có nhiều bí mật. Yêu một người như vậy cô không lo lắng sao? Rồi có một ngày cô không liên lạc được, không tìm thấy tung tích và vĩnh viễn không quay trở lại. Tôi khuyên cô nên chia tay sớm. Anh em đi! Cô tự giới! Ba! Thì cô đã cứu mạng tôi, nên tôi khuyên cô chân thành. Bịt miệng lại! Đại ca, giao dịch đã thành công. Bên phía Demand đã chuyển tiền cho chúng ta. Ok rồi, đi thôi. Thu dọn nhanh lên, chúng ta còn 10 phút thôi. Đại ca, còn một con nít, đại ca tên sao? Cái gì mày không bỏ được vào vali thì hủy hết đi. Đức, khử bọn nhóc đi. Tụi bay, đi thôi. Yeah.